Là đầu tiên em xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá, nhất là những em đam mê câu thể loại lùa. Hôm nay em sẽ lên cho anh em là chín con máy là chiên hàng này, hàng Daiwa Kit. Hàng này chiên cho anh em đi lùa cá lóc, lùa nhồng, lùa biển, lùa cảm giác. Để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Đây em sẽ vô máy cận cảnh, là máy số 1. Đây máy số 1 của tụi mình là máy Kakina Kit Custom. Hàng này với đích cho xuất sắc nhà đây, thấy bóng hình em luôn. Hàng này theo thông số của nhà sản xuất đó là nặng 255 gram. Và cộng em mực, anh em thấy không? Rõ ràng. Tay quay thì đã được độ, độ tay quay núm bự. Lưu bên sóng. Thông số cước của con này á, nó để là cước 1 vô được 200 m, là cước 1 là cước BE nha anh em, cước 1 BE 200 m. Con này xe tầm 2.5 cử 3.000. Hoạt động êm mượt, ok. Hàng này chuyên cho anh em đi lô block lóc. Đây lấy cước ok. Máy có hỗ trợ ABS, cốt trợ lực. Hoạt động êm mượt, không còn gì phải bàn hết. Đây giá con này công khai là 2 triệu 3 nha anh em. Đây ngoại hình ở đây vô soi cận cảnh cho anh em xem luôn. Đây, dấu quăng tay của em dính đó nha, không phải xước đâu, nồi là ok hết, em đảm bảo. Giá này là 2 triệu 3 nha anh em. Đây hoạt động êm mượt. Con này theo lực tải nhà sản xuất nó tải 7 kg. Là nhắc bổng luôn á, diều cá thì trên 7 kg là bình thường. Tiếp theo của mình là con máy Kit Carina 2508. Con này là còn hộp, còn sách hướng dẫn, hoạt động êm mượt, ok. Để em coi trong hộp có gì. Trong hộp gồm túi, túi đựng máy, sách hướng dẫn. Này giá em biết bên Nhật nó là 29.000 yên, tầm cỡ 6 triệu mình. Khủng. Về Việt Nam nó còn 2 triệu 3 thôi anh em. Đây sức nhẹ dưới đây nha, ngoại hình tất cả còn lại là ok hết. Đây thông số nồi cước 1 PE vô được 200 m, cước 1 PE như là cước 2 chấm chức 2 của mình. Này cây này có 3.000, 3.000, 2.000 gửi 3.000, hoạt động im mực ok, không cung lắp chân chu, có hỗ trợ cốt trợ lực, quay ngược quay lui ok. Tất cả hàng Daiwa Kit này là hàng của Nhật, ở lộn, hàng của Thái Lan nha anh em, hàng Thái Lan xuất Nhật. Máy này lua lóc và khỏi bàn. Đây con lăn ok, em test con lăn anh em, con lăn nó đều lăn hết, gà dây rất là mượt, hoạt động rất là ok. Khối lượng nó là 255 g. Tiếp theo con máy của mình là máy số 3. Đó là con Daiwa Kit Custom. Đây hàng ngoại hình từ lần 95%, nồi nó hơi xước tí, không phải xước nữa, có quan tay gì đó. Đây nồi cũng còn rất là bóng nha anh em. Đây con đang ok, rất ok. Cái này là hỗ trợ là tay quay đôi nha anh em, tay quay đôi chính hãng Kit, hoạt động ok, êm mượt, không rung lắc, còn là giá 2 triệu 3 luôn nha anh em. Đây ok, không êm mượt, không rung lắc, mô bên sóng kêu rất là đã, lấy cước ok. Thấy không? Quay rất là nhẹ, quay nhẹ nó quay như trong trống. Máy hỗ trợ ABS, cốt trợ lực. Quay nhẹ nó quay khỏi cái bàn này. Đây tổng thể ngoại hình cho anh em xem. Vì nồi đây là nồi zin, nồi rất là ok bóng nha. Vẫn là vậy, cứt cứt bia số 1 vô được 200 m. Đánh cứt thường
Tiếp theo cái mình là con máy số 4. Con này là con Kalina 2506. Kit Kalina 2506. Ngoại hình con này em bao là với em là 95%. Đây xước nhẹ cho này cái. Tất cả phần còn lại ok, hàng Thái Lan xuất Nhật. Đây. Mọi thứ còn lại ok. Tiếng mô bin kêu rất là giòn nha anh em. Đây, cước 0.8 từ 140 m. Cước BE. Anh em đánh BE là chơi mấy dòng này rất là êm nha. Đây mô bin sống. Hỗ trợ cốt trợ lực. Hoạt động ok êm mượt. Máy này là có hộp tiếp theo nha anh em. Hộp nó gồm túi và sách hướng dẫn. Đây. Hoạt động khỏi bàn rồi. Anh em nào lua cảm giác thì lấy mấy con này đánh rất là nhẹ tay nha. Khối lượng tầm 255 g. 250 g chơi với một cây cần nữa chắc nửa ký là cầm câu ngon lành và cháy như này. Hoạt động không có gì rung lắc hết, hoạt động lên xuống ok mượt. Giá con này khoảng là 2.3 triệu nha anh em. Ngoại hình mới em bao với anh em là tầm 95%. Lấy cước thì lấy rất là bóng mượt nha. Soi kỹ luôn nè. Không, xước cho này cái. Rồi còn lại ok, bóng lớn. Giá 2.3 triệu. Tiếp theo cho mình là con máy số 5. Đây, con máy số 5 này là con kit, vẫn là kit Kalina 2500. Có đi theo mình là con dây PO theo trong nội luôn nha anh em. Dây này nguyên xin từ Nhật về, em chưa lấy ra luôn. Hoạt động thì em mượt rồi. Mấy loại kit này thì về em đã test hết, vệ sinh cụ thể hết. Hoạt động thì khỏi bàn. Mô bin là mô bin sống. Con lăn thì ok. Con lăn lăn. Đây, máy là đi theo có hộp nha anh em. Ngoại hình con này tầm khoảng 93%. Rồi sau em thấy em luôn đây. Hàng này hàng Thái Lan xuất Nhật. Giá vẫn là giá 2. Con này 2.1 triệu thôi. 2.1 triệu cộng ship. Có hộp tiếp theo. Hộp gồm sách hướng dẫn túi, sách hướng dẫn và túi, để em kiếm túi để vô cho nó nguyên bộ. Full hộp nha anh em, full hộp sách. Giá 2.1 triệu. Anh em câu con này là khỏi chơi. Con này hình như là nó nặng, để em xem, 260 g nha anh em. Con này nặng 260 g. Giá 2.1 triệu, máy số 5. Đây. Để em trời lên máy số 6. Tiếp theo cho mình là con máy số 6. Đây, rất là bóng anh em. Tay quay chưa bị muối ăn luôn. Tiếng kêu thì mấy con kít có nông này tiếng kêu rất là giòn anh em. Kêu rất là đã tay. Đây, cước bia 0.8 được 140 m. Chuẩn cho anh em đánh lua lóc nha. Lấy cước ok. Máy này thì em bao hoạt động rồi, test không rung lắc. Nhìn tay quay nó rất là ngầu. Đã hết sức. Giá con này cũng là 2.3 triệu nha anh em. Em bao ngoại hình con này tầm khoảng 95-93%. Đây. Sức li ti nhẹ thôi. Phần còn lại em bao hết. Bao hoạt động, bao đổi trả khi máy hư luôn. Về test mà thấy máy là trục chặt lắp gung vậy á, rồi gửi em liền. Đây, tay quay chuẩn của kit nha anh em. Hai trên núm này đều có mặt đạn hết. Cầm quay rất là nhẹ tay. Đây, quay tới quay lùi ok, thấy không? Quay không có tiếng động lạ luôn. Con giá này khoảng là 2.3 triệu nha anh em. Xe con này xe chuẩn tầm 2.000-3.000. Vì là máy có nông. Máy ra cước một cái là khỏi chê luôn. Tới đâu luôn á.
Rồi, tiếp theo của mình là con máy số số 7. À, đây, máy số 7. Con này là 2004. Đây qua kit 2004. Con này đặc biệt đó là đây, cái này là chống chống sức máy nha anh em. Phụ kiện đi theo máy thôi. Máy sao em để vậy không tháo. Đây hoạt động êm mượt. Đây, khi anh em để cần á là cái này nó đỡ không cho cái máy nằm dưới đất. Thấy không? Mày cũng còn rất là bóng. Đây, máy sức nhẹ. Đây thông số cước. Cước 0.6 cho được 100m. Đánh bia ok. Anh em nào đánh cảm giác thì mua con này về đánh lóc thì em bao. Bao lóc, ở lộn, bao chê. Đánh về đánh chê ok. Chê tầm 5kg thì em bao luôn á, nhấc bổng được luôn á. Khỏi nói. Tay quay nè, rất là ngầu. Em thích nhất tay quay mấy cái này quay kit này, nó nhìn ngầu hết sức ngầu. Hỗ trợ ABS, cốt chịu lực, mọi thứ. Cho những con máy đánh cảm giác mô bên sống. Đây cứ ok, con này vẫn có giá là 2,3 triệu nha anh em. Công khai luôn. Soi tận găng từ máy, từ góc, từ cạnh cho anh em xem luôn đây. Giá này vẫn là 2,3 triệu. Đây. Rất là êm, mượt, khỏi nói. Con máy số 8. Là con Dawa Kit 2506. Đây, cứ 0 bia 0.8 được 140m. Mấy cái dạng kit này là chuyên cho anh em đánh bia nha. Đây, ngoại hình con này em bao với anh em là 96%. Đây, đích không sức. Đây, mọi thứ ok hết. Con lăn này bên đây không sức, sức nhẹ thôi. Không phải nhẹ nữa, cái này là do vận chuyển thôi đây. Khoảng 95-96% hàng Thái Lan xuất Nhật. Về này, bây giờ về tới Việt Nam luôn. Đây hoạt động ok. Không có tiếng động lạ nha anh em. Rất là mướt. Người bên sống. Đây quay ngược ok. Máy hỗ trợ ABS, cốt trợ lực. Giá con này vẫn là 2,3 triệu nha anh em. Người bên sống rất là đã tay nha. Đây. Tay quay thì ngầu khỏi nói rồi. Em soi kỹ cho anh em xem luôn chứ để xa xa khó thấy. Con này vẫn là giá công khai là 2,3 triệu nha anh em. Cho anh em về đánh bạo lực, đánh cảm giác. Tiếp theo cho mình là con máy cuối cùng, máy số 9. Đây. Con máy số 9 cũng là con Dawa Kit 2506. Ngoại hình con này em bao với anh em là tầm 97%. Để em xem soi cụ thể cho anh em xem. Cái nồi cái này là dấu quăng tay nha anh em. Nồi rất là bóng. Đây thông số cước, cước 0.8 cho được. Bè 0.8 được 140m. Đánh bia, mấy loại này là loại chuyên đánh bia. Con lăn thì lăn nha anh em. Đây không xước cho con lăn luôn. Đây. Hàng Thái Lan xuất Nhật. Không, đít thì không bị xước. Giá vẫn là giá công khai là 2,3 triệu. Hoạt động rất là mượt nha anh em. Hoạt động khỏi chê rồi. 2,3 triệu cộng xếp. Đó, rất là bóng, rất là mượt. Quay rất là đã tay. Quay cái này là khỏi mỗi tay luôn á, chứ đã tay gì. Nó mượt dữ trời mượt. Con này về đánh lóc, đánh chê là khỏi nói rồi. Cảm giác, cực kỳ cảm giác. Giá này là cũng là 2,3 triệu anh em. Máy số 9. Em có để số điện thoại em để góc này.
anh em cần liên hệ em, cần thông số gì em báo thông số cụ thể. Tất cả những máy này khối lượng tầm khoảng 233 đến 255 gram. Thì em có sách hướng dẫn em có coi tham khảo trong đó rồi. Xây tương đương tầm xây 2,5-3 ngàn. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha.